Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay vườn mận trên mình cho các bạn. Vườn mận nhà mình trên mình đang nở hoa rồi các bạn ạ. Mùa này thì hoa đang nở rất là đẹp rồi. Hoa nở trắng. Cánh ở đây các bạn có thể nhìn thấy rõ. Cái này thì hôm nọ nó nở rất là đẹp các bạn ạ, nhưng mà do mùa mưa cho nên là nó đã lụi dần rồi. Còn sót lại đây. Mận này thì trên mình mận tâm hoa nha các bạn. Mùa xuân nên là hoa có cả trái, mận trái đây các bạn. Trắng thôi các bạn, nhìn trắng mút luôn. Trên mình được gọi là cao nguyên trắng cũng bởi vì là nhờ có hoa mận như này nên là đã có cái biệt danh như vậy. Mỗi nhà trên mình sẽ đều có một vườn mận như vậy, tại mỗi nhà tầm khoảng hơn 100 cây gì đó tùy từng nhà. Đây. Quá rất là trắng hơn. Các bạn có thể chụp ảnh số nào ở đây. Ừ. Cả một đời mận, một vườn mận luôn các bạn. Vườn mận này đến mùa hè là sẽ bắt đầu có quả chín rồi các bạn ạ, là mình sẽ bắt đầu có được thu hoạch quả rồi. Còn bây giờ đang mùa hoa của nó. Cây nào cây đấy đều có rất là nhiều hoa, và càng nhiều hoa thì trái lại càng sai các bạn. Mình thấy nhà nào cũng đều có một vườn mận như vậy. Mận dạo này thì mùa này thì được rất là nhiều, rất là được giá, cho nên là mọi người đang gây dựng lại cái giống mận tâm hoa này. Tại vì đợt nọ mận rất là rẻ nên cho các bạn người dân đã bỏ mê và không trồng nữa. Nhưng bây giờ mọi người trồng lại rồi các bạn ạ. Đây các bạn xem kỹ, rất là xinh. Hoa này nhỏ nhỏ rất là xinh. Cánh của nó bé thế các bạn ạ. Trắng mốt luôn. Thế nên người ta mới ví là cao nguyên trắng hả? Nhà mình thì có tầm khoảng mấy chục cây gì đấy. Thấp thôi các bạn ạ, không quá cao. Có nhiều cây rất là thấp nhưng mà quả lại rất là sai. Còn tùy từng cây, cây nhỏ như vậy thì giờ mình có thể dễ hái, dễ là dễ hái. Còn cây quá cao thì mình lại phải trèo lên các bạn. Còn những cây như này thì mình có thể dùng tay với được. Hoa mận này thì mùa này lên rất là đẹp, nhưng mà chỉ cần tầm khoảng 2-3 trận mưa là bắt đầu lụi hết rồi các bạn.
các bạn có thể sống ảo ở đây cũng rất là xinh. Nhưng mà do hôm nay là mình không có trang điểm gì cả cho nên là mình sẽ không hề quay make up cho các bạn xem nhé. Mình không hề quay chụp ảnh hay gì hết. Đây mình sẽ bên này có cây rất là sáng quạnh. Hôm nay trời nắng rất là đẹp cho nên là mình nghĩ là các bạn nên ra thử. Cây này là cây một trong những cây còn rất là nhiều, rất nhiều hoa các bạn ạ. Đây có một cây rất là thấp này. Cây này thì mình hái rất là dễ luôn, đến một quả thì mình chỉ việc đứng và hái thôi, không phải trèo gì cả. Những cây nhỏ như vậy thì mà quả nó rất là sai rồi các bạn, nó rất là năng suất. Mà giá của mận, cây mận thì trên miền Nam rất là được giá các bạn ạ. Còn những cây này thì to hơn nhưng mà bị lụi, hoa đã lụi hết rồi. Còn một số nhị hoa vẫn chưa lên đấy các bạn. Đây. Vẫn chưa lên. Những cái nhị hoa này tầm khoảng 2-3 hôm nữa là nó sẽ bung hết ra các bạn ạ. Năm nay thì mình thấy là hot, rất là hot cái lấy dùng hoa mận để thay hoa đào trang trí ngày Tết các bạn. Nhưng mà mình thấy là mận năm nay ra hoa khá là sớm cho nên là cũng có thể là rất là khó để cho việc là dùng hoa mận để thay thế hoa đào. Còn ví dụ nhà bạn nào may mắn vẫn còn hoa mận đến hôm đấy thì mình có thể dùng thay thế. Xong chưa mai? Xong rồi. Đây. Cả một vườn của mình đây các bạn.